Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146377866. Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877789. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714 741 2008. Gọi ngay Mango Tools 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty JNA, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa, quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn com Hoàng Thủy chào lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong phần tin tức ngày thứ tư hôm nay và dự báo thời tiết với Thảo Yên nhưng mà sáng nay nghe thì thấy rằng gió lại trở lại Vâng thưa quý vị và thưa anh đúng là như vậy Hôm nay đó như quý vị thấy là nhiệt độ tăng nhiều so với những ngày trước Hôm nay nóng nhất ở Westminster Garden Road cũng khoảng 78-79 độ Cái ngày mai là cũng tiếp tục lên 80 mấy Nói chung là cái nhiệt độ mà 8 80 trung bình 80 này đó là phải kéo dài hết qua cuối tuần hết ngày chủ nhật luôn thưa quý vị. Thì qua ngày chủ nhật cái đợt gió nóng này nó hết thì đến tuần sau quay trở về là có bảy mươi mấy bắt đầu tuần sau là những ngày mưa rất là lớn rồi thưa ồ. quý vị. Hôm qua đi ra ngoài đường khoảng 10 giờ sáng lại thấy có mưa nhẹ. Và như vậy họ nói rằng El Nino bắt đầu tiến vào miền Nam và cả miền Bắc nữa. À, năm nay cuối mùa đông sang tới mùa xuân sang năm sẽ ẩm ướt vô cùng. Trong khi đó tình hình tài chính ngày hôm nay cái gì nó lên quá thì nó cũng phải đứng lại xong xuống nhẹ trong ngày hôm nay. À, nhưng cũng có những cái bản tin vui thưa quý vị liên quan đến dầu mà chúng ta phải hầu như hàng tuần đi đổ xăng nếu uh, chạy xe xăng thì uh, giá cả vẫn được theo dõi hàng ngày. Họ nói rằng nhờ cái số sản xuất dầu hỏa bơm rất nhiều ở mỹ này mỗi ngày làm đối trọng với cái việc cắt giảm sản lượng dầu của ả rập cũng như nga và điều đó để cho thấy rằng mỹ hiện nay mặc dầu cũng khuyến khích là ả rập nên giữ cái sản lượng dầu cho tốt nhưng mà ả rập nói họ muốn giữ cái giá dầu cao cho nên họ không muốn bơm thêm nữa mà không bơm thêm thì hy vọng giá dầu cao lại không có phản ứng đó bởi vì cái số lượng dầu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bơm và thậm chí giá dầu ngày hôm nay xuống hơn nữa từ cái vị tuy nhiên một vài con số uh, như chúng tôi đã thưa đó không thực sự không có tin tức gì uh, tốt trong ngày hôm nay vui vẻ cho nên giới đầu tư có vẻ như là khựng lại không có mua bán nhiều vào sáng ngày hôm nay chưa biết được đến trưa hôm nay như thế nào Dow Jones đang ở mức Hầu như đứng nguyên tại chỗ 34.151 Nasdaq cũng vậy và S&P 500 cũng vậy Thị trường ngày giữa tuần ngày hôm nay Họ đang chờ đợi xem có cái gì mới hay không Kết quả bầu cử ở các tiểu bang cũng không gây ảnh hưởng gì Bởi vì không có cái dính liếu gì đến vấn đề đầu tư Hoặc là à, nói chuyện về ngân sách cả à, Công trái phiếu 10 năm à, 4,54% tiếp tục giảm một chút xíu trong ngày hôm nay dầu xuống thêm một đồng 53 sen trong phiên giao dịch sáng nay 75 đồng 84 sen nếu có những biến động lớn thì giá dầu có thể tăng còn nếu không sẽ giữ ở mức thấp 75 đồng 83 sen áp lực với xăng tăng nữa không có thưa quý vị vàng xuống gần 12 đồng 1961 đồng 80 sen nếu quý vị đi chợ mà mua gạo thấy gạo có tăng giá chút đỉnh thì có thể sẽ ảnh hưởng đến những cái lời đồn đoán và đây là một cái tựa đề ngày hôm nay Global Rice Market thị trường gạo toàn cầu in crisis. Nhưng mà đó là cái vế đầu tiên, chúng ta đọc cái vế tiếp đó artificial shortage. Có nghĩa là cái chuyện mà thiếu hụt gạo đó chỉ là giả thôi, không có không có thật. Nhưng mà cái lời đồn đoán và đây là đến từ những nhà đầu cơ tức chữ gạo. Vì một thí dụ như là vì một cái việc mất mùa nào đó ở Việt Nam hay ở Thái Lan. Ở Việt Nam hiện nay chúng ta thấy mưa khá nhiều. Cái vụ mùa thu thì đã gặt xong rồi. Bây giờ chuẩn bị cho vụ mùa xuân sang năm thì bây giờ do mưa nhiều đó có thể gây ảnh hưởng tới cái việc trồng gạo và là thu hoạch gạo sang năm thì quý vị thấy bao giờ cũng vậy họ đầu tư họ mua bán họ nghe ngóng những tin tức thì bây giờ họ giới đầu tư kháo với nhau rằng là gạo cho cái vụ mùa xuân á, có thể bị thiếu hụt cho nên chúng ta thấy cái artificial shortage đó là cái lời đồn đoán và vì thế họ tích trữ gạo mà khi cái chuyện này đã xảy ra thì giá gạo có thể tăng lên chút đỉnh chưa biết được khi nào thì ở miền Nam California chúng ta mua gạo Việt Nam và Thái Lan rất nhiều. Ngoài ra thì gạo Mỹ ở Louisiana thì không có bị ảnh hưởng. Thì đó là một trong những tin tức chúng ta để chờ xem coi gạo có tăng lên trong tương lai hay không. Và thưa quý vị, um... Sheriff ở tại uh, quận Ventura uh, Từ bang California Hiện nay đang uh, điều tra Một cái vụ Họ nói là chỉ cãi nhau giữa những nhóm Những người biểu tình Tuy nhiên lại dẫn đến cái chết của một người đàn ông do Thái Và bây giờ cảnh sát họ nói là uh, Những cái lời khai của nhân chứng đó Lại vô cùng mâu thuẫn Gây khó khăn cho cái cuộc điều tra Thì trong hình như quý vị thấy Người đàn ông nằm ở dưới đất đó thưa quý vị Chính là nạn nhân trong cái chuyện này Ông Paul Kessler Thì vào chiều chủ nhật tuần trước ngày 5 tháng 11 ở tại một cái ngã tư ở Thousand Oaks. Ông Kessler này là người Do Thái, Ông xuất hiện ở một cái cuộc rally của những người Do Thái Thưa quý vị. Thì bây giờ đó theo như phía hồ sơ cảnh sát là đối diện bên kia đường thì lại là có một nhóm những người biểu tình ủng hộ cho Palestine. Thì bây giờ sau đó đến bây giờ cảnh sát cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà À, cảnh sát khẳng định là ông Kessler này và một người đàn ông à, nghi phạm đó bây giờ tại vì chưa có à, chứng cứ gì hết cho nên cái ông nghi phạm thứ nhất tên tuổi không được đưa ra hình ảnh cũng không được đưa ra chỉ biết là cái ông nghi phạm 50 tuổi. À, ông kessler và cái ông nghi phạm chỉ duyên hai người này thôi tự dưng à, cãi nhau và có đánh nhau nhưng mà bây giờ cảnh sát không biết là ai là người đã tấn công trước thì bây giờ cảnh sát chỉ xác nhận là ông kessler đó ổng bị à, chắc bị đánh té bật ngửa ổng đập cái đầu xuống dưới đất như quý vị thấy thì máu chảy và lúc đó bắt đầu cái người của cái người của nhóm ông nghi phạm bên kia đó chính là cái nhóm mà gọi cảnh sát rồi gọi gọi luôn xe cấp cứu đến thì ông nghi phạm ông cũng tình nguyện ở lại hiện trường và ông cho lời khai đầy đủ cảnh sát cũng lấy lời khai hết của tất cả những người mà họ nói là họ chứng kiến cái câu chuyện này à, ông Kessler được đưa vào trong bệnh viện thế nhưng một ngày sau thứ hai thì ông qua đời phía bác sĩ trong bệnh viện à, xác nhận là bị ông bị chấn thương đầu mạnh dẫn đến à, xuất huyết ở bên trong. À, và bây giờ phía Sheriff ở quận Ventura chính thức mở cái cuộc điều tra này à là vụ homicide thôi quý vị tại vì họ nói là cái chấn thương này do người khác gây ra dẫn đến cái chết. À, tuy nhiên bây giờ đó ngay sau cái vụ này cái à, cái 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 chết của ông Kessler thì rất nhiều những cái tổ chức của người do thái ở trong khu vực đó thì họ một mực khẳng định là ông Kessler bị tấn công trước rồi có bắt đầu có những cái lời tố cáo nói là ông Kessler đã bị cái ông tình nghi kia ông kia ông đang cầm cái microphone à, đập mạnh vào mặt hay là đầu gì đó khiến cho ông Kessler bị té nhưng mà sáng ngày hôm nay phía sheriff khẳng định là cái lời tố cáo này chính cảnh sát cũng chưa chưa thể xác nhận được và bây giờ cảnh sát à, bây giờ họ chỉ có thể nói là tất cả lời khai của nhân chứng cái ngày hôm đó đó mâu thuẫn đương nhiên cái nhóm người do thái của ông Kessler chắc đưa ra lời khai là ông bị tấn công nhưng mà cái nhóm của cái người mà những người Palestine chắc lại nói là ông Kessler tấn công trước chính vì mâu thuẫn như vậy cảnh sát bây giờ họ không thể xác nhận được cái thông tin cho nên là à, phía cảnh sát chỉ có thể à, lấy lệnh lục soát nhà cái ông người tình nghi à, bây giờ cảnh sát sợ là có thể cái cái nguyên nhân ông Kessler bị tấn công là hate crime nhưng mà tại vì không có bằng chứng chứ thưa quý vị. Um, cảnh sát bây giờ họ cũng kêu gọi người dân hoặc là tất cả những ai mà chứng kiến cái chuyện ngày hôm đó đó nếu mà nhìn thấy thì liên lạc cảnh sát để mà cho lời khai hoặc là ai mà có quay được clip đó thì cung cấp bằng chứng cho phía cảnh sát cái câu chuyện này đó nó cũng hơi lạ là quý vị thấy trước khoảng thời gian này rất nhiều những cái vụ này là dễ dàng quay phim được nhưng mà cái vụ này đó không có cái hình ảnh nào mà ai tấn công ai trước cả cho nên nó gây khó khăn cho phía cảnh sát hay crime kỳ thị chủng tộc đó là phải hoặc là thù hận đó, cái người kia phải là người hồi giáo hoặc cái người kia là cái người thực sự là có những cái dính líu liên hệ với băng nhóm kỳ thị người do thái mới ghép tội người ta được có thể người đánh công bên kia cũng là người do thái luôn cả hai đều là do thái đi cùng biểu tình cùng một lúc cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo thưa quý vị Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Natural Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714 741 2008. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty JNA nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com Chúc quý vị, ngày hôm qua là ngày bầu cử sơ bộ ở rất nhiều các tiểu bang mỗi một năm thì tùy có những cái chương trình mà nhận được cả bao nhiêu chữ ký tùy theo mỗi tiểu bang thì những vấn đề được đưa ra trong cuộc bầu cử tháng 11 không nhất thiết phải giữa kỳ hay là bầu cử tổng thống sang năm chúng ta sẽ cũng có thêm nhiều cái dự luật mà cần có sự ủng hộ của cử tri Thế thì ở tại tiểu bang Ohio ngày hôm qua chúng tôi đã đề cập đến vấn đề một issue one, number one, mà những người xin chữ ký lại là những người muốn ủng hộ cái quyền phá thai cho phụ nữ ở Ohio. Năm ngoái, Tòa Tối cao Pháp viện đã đưa ra phán quyết trả lại vấn đề phá thai cho các tiểu bang. Và vì đó, hàng loạt, trước đó là Michigan, sau đó là đến Ohio, và nếu như cái vấn đề này còn tiếp tục được tranh cãi và người ta tin chắc chắn là từ nay cho tới ngày bầu cử tháng 11 sang năm 2024, đề tài về phá thai sẽ được đưa ra, đặc biệt là tại các tiểu bang bảo thủ. Chứ còn tiểu bang mà của dân chủ thì không, không có, bởi vì họ mở rộng cái quyền phá thai. Điểm đáng chú ý mà chúng tôi đề cập ngày hôm qua đó khi mà cử tri đi bỏ phiếu thì đến chừng tối khuya là đã có kết quả sau khi cái kết quả nó quá lớn luôn. Nó trên 10, trên 15% là xem như là người ta có thể nó cho rằng cái 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 kết quả đã đạt được thì đa, đa số cử tri đặc biệt là phụ nữ điểm đáng chú ý đó là trong số này kể cả những phụ nữ theo đảng cộng hòa hoặc có thành viên trong gia đình là người đảng cộng hòa bởi vì chúng ta biết đó, tiểu bang ohio trong kỳ bầu cử hai lần liên tiếp ủng hộ ông trump cả hai lần mà tiểu bang ohio từ trước tới giờ đó là vẫn nghiêng về à, phe bảo thủ ấy vậy mà vấn đề phá thai cho nên đây là cái tin tức nổi trội nhất mà hầu hết những cái bản tin được đưa ra trong ngày hôm nay đều đề cập tới phần lớn các nhà phân tích ra đó họ nói là chiến thắng lớn cho đảng dân chủ trong cuộc bầu cử vừa qua tại nhiều tiểu bang điểm đáng chú ý là phần lớn những cái tiểu bang đỏ ohio kentucky và à, thêm tiểu bang là à, à, pennsylvania tennessee những tiểu bang này lại bỏ phiếu nghiêng cho đảng Dân Chủ. Và lực chúng tôi gửi đến nhiều tiểu bang lắm, nhiều tiểu bang đi bỏ phiếu Louisiana, Mississippi, Texas. Nhưng mà những cái tiểu bang đỏ đó, đó là phần lớn bầu lên những vị mà người ta cũng đánh trước là sẽ chiến thắng. Nhưng mà đặc biệt với những tiểu bang chúng tôi vừa nêu đó, lại nghiêng về cho đảng Dân Chủ. Và đó là lý do tại sao họ nói đây có thể trở thành một tiền đề cho cuộc bầu cử sang năm và đó là lý do mà phe ủng hộ phá thai quyền phá thai của người phụ nữ đó họ rất là vui mừng bởi vì chiến thắng lớn ở ohio họ hy vọng sẽ kéo theo những chiến thắng khác chẳng hạn như ở virginia vâng kentucky virginia đặc biệt là ở virginia khi ông thống đốc là người của đảng cộng hòa nhưng mà quyền kiểm soát quốc hội giờ đây lại rơi vào tay của phe dân chủ và đó là cái hệ lụy rất lớn ở à Virginia đi bỏ phiếu đặc biệt là ở tại quốc hội thượng viện đó là đảng dân chủ nắm mà hạ viện đó là do đảng cộng hòa nắm trong thời gian qua ông thống đốc là người của đảng cộng hòa thì trong những năm qua đó ông cũng đang gặp khó khăn bởi vì những cái dự luật mà ủng hộ quyền phá thai ông lại là người đứng ra để kêu gọi đó là hạn chế phá thai cho những phụ nữ sau 15 tuần. Thì đó là cũng là dễ dãi so với Texas và những tiểu bang khác. Đôi khi có 8 tuần thôi. Có nghĩa là nghe nhịp đập của cái bào thai là đủ để cấm rồi. Nhưng mà ở tiểu bang Virginia bởi vì ông muốn uh, dễ thông qua hơn cho nên cấm 15 tuần. Thế nhưng nồ no, cử tri ở Virginia ngày hôm qua đã bỏ phiếu để đưa hạ viện trước đây do đảng Cộng hòa chiếm đa số rơi vào tay dân chủ. Thế thì điều này cũng có nghĩa là chiến thắng cho những người ủng hộ quyền phá thai bởi vì những dự luật mà ông thống đốc Virginia muốn thì lại hoàn toàn không đạt được. Bởi vì sao? Không có được Quốc hội với giờ đây là ngư, hoàn toàn nghiêng về đảng dân chủ, vì đó là một trong những cái vấn nạn rất lớn mà hiện nay đang đương đầu, thưa quý vị. Tuy nhiên ở tại Ohio đó thì à, những người phụ nữ họ nói rằng có những cái luật mà nó khó khăn và những tiểu bang khác nữa, thậm chí người phụ nữ mà bị bố hãm hiếp hoặc là dượng hãm hiếp hoặc là bị tấn công tình dục trong trường học những em mà thậm chí dưới 18 tuổi đó là cũng không được quyền phá thai nữa mà họ không muốn quyền phá thai này. Và như chúng tôi đưa ra ngày hôm qua đó, những phụ nữ chỉ có bạn trai thôi mà lỡ làng bởi vì lúc mà thương yêu nhau thì không nói, đến khi chia tay rồi thì lại mang thai mà còn nhỏ quá mới 18 19 tuổi thì sao? Không thể nào giữ cái thai, làm sao đi học được? mà họ lại là những thành phần trong gia đình Đảng Cộng hòa cấm phá thai thì những cái em này họ nói rằng tôi không thể vì cái cái chuyện chính trị mà lại làm khổ đến bản thân của tôi và luật lệ tiểu bang làm khổ đối bản thân của tôi. Thì đó là ở tiểu bang Ohio. À, ngoài ra thì còn nhiều những cái dự luật khác cũng được thông qua cũng như những cái ghế bầu nhưng mà nó chỉ mang cái tính là tranh chấp giữa đảng phái từ ghế thị trưởng cho tới ghế dân biểu của quốc hội. Và um, quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị mới đây một người từng là cảnh sát cho một sở cảnh sát ở Colorado đã bị bắt bởi vì cái tội là tấn công tình dục trẻ em. thì đây là Dylan Miller 28 tuổi thưa quý vị vốn làm việc cho sở cảnh sát ở thành phố Loveland. Thì bây giờ theo hồ sơ truy tố của phía công tố viên đó vào một ngày tháng 7 năm nay Ông Miller này, ổng giống như đang đi tuần tra thì ổng bắt một cái chiếc xe Nhưng mà tin tức bây giờ không nói là cái chiếc xe đó phạm cái lỗi gì mà bị ông này ông bắt ngừng lại Thì chỉ biết là trên xe có một người là adult À, là người thành niên và một cô bé 15 tuổi thưa quý vị. Thế nhưng không bây giờ tin tức không có nói có thể là chắc sau khi mà lục soát đó, ha, à, cái người thành niên này với cô bé này chắc chắn là phải phạm cái lỗi gì đó, cho nên mới bị cái tay này nắm thóp. Thì bây giờ à, cái hồ sơ à, à, của công tố viên chỉ nói là à, sau đó Mueller thả hai người này đi, nhưng mà mấy ngày sau đó y gọi. À, cái người thành niên này và cô bé 15 tuổi này hẹn gặp sau giờ làm ở một cái công viên lân cận thì à, cái người này và cô cô bé xuất hiện thì lúc đó đó cái tên này đó yêu cầu cái người lớn đi khỏi nơi này khoảng 15 20 phút và sau đó y dắt cái cô bé 15 tuổi này đó đi vào một cái góc khuất à, gần gần cái restroom ở trong cái công viên và tấn công tình dục à, cô bé này thì đến ngày 23 tháng 10 nghĩa là gần 3 tháng sau thì gia đình đó mới quyết định là dắt cô bé đi đến sở cảnh sát và làm đơn tố cáo. À, thế nhưng luật sư của gia đình đó yêu cầu là à, sở cảnh sát lớp lần này không được là nơi mở cái cuộc điều tra bởi vì họ sợ là sở cảnh sát sẽ bao che cho cái tên này thì khoảng hơn 2 tuần sau khi mà à, bị văn phòng sheriff chính thức mở hồ sơ đó thì cái tay này bị đình chỉ chức vụ và đến thứ hai tuần này thì à, y đã chính thức bị sở cảnh sát sa thải sau khi mà văn phòng công tố họ đã có đầy đủ à, những cái chứng cứ rồi à, cái dữ liệu từ cái um, cell phone của y theo như lời khai của phía gia đình đó thì à, y chính thức bị à, bắt giữ và y à, bị truy tố Ba cái tội thứ nhất là bắt cóc, tấn công tình dục trẻ à, vị thành niên và tội thứ ba là lợi dụng chức quyền để mà intimidate người dân à, và văn phòng công tố viên Họ không loại trừ là đây không phải là lần đầu tiên à, cái tay này phạm cái tội như thế này. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đẹp bù thỏa đáng 714-741-2008. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hay con ngựa. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da com Khi nãy chúng tôi đề cập đến kết quả bầu cử mà các nhà phân tích hôm nay tuyên bố là đại thắng cho phe dân chủ à, bởi vì hiện nay đó Đảng Cộng hòa đang chiếm hạ viện và cái mức ủng hộ cho ông Trump thậm chí trong cuộc thăm dò à, một cái poll vừa qua được New York Times phối hợp với một tổ chức thăm dò khác tại các tiểu bang tranh chấp mà đã từng bỏ phiếu cho ông Biden trong kết quả bầu cử 2020 vừa qua. Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia, Michigan, vân vân. Ông Trump đang thắng, mặc dù chiến thắng là 4%. Sai số vào khoảng 3-4%. Nhưng mà kết quả này đều cho thấy rằng tầm ảnh hưởng của ông cựu Tổng thống Trump vẫn rất là mạnh mẽ Tại các tiểu bang gọi là tranh chấp mà vô cùng quan trọng cho ông Biden. Thậm chí đến nỗi đó là chiến lược gia của Đảng Dân chủ ông Asserot. Ông Asserot là người đã từng ủng hộ ông Obama và là chiến lược cho cuộc tranh cử của ông Obama đạt thành công cả hai nhiệm kỳ luôn. Thì chính ông chiến lược gia này hôm nay không biết là ông có thay đổi cái tuyên bố của ông hay không. Nhưng mà từ hôm cuối tuần đó ông sau khi ông theo dõi các cuộc thăm dò và nhiều cuộc thăm dò khác đều cho thấy rằng đại đa số cử tri mà trong số này kể cả cử tri của đảng Dân Chủ nữa cũng mệt mỏi với ông Tổng thống họ gọi là quá già Biden rồi. Và vậy thế họ muốn tìm kiếm một cái người khác thay thế ông Biden. Thì ông Axelrod thậm chí là kêu gọi ông Biden thôi đừng ra tái tranh cử làm gì nữa để cái ghế đó cho một người dân chủ khác thì theo ông đó như vậy có may là có thể thắng được trump hoặc là các ứng viên khác của đảng cộng hòa với điều kiện đó là ông trump vẫn lấy được cái quyền làm ứng viên chính thức của đảng cộng hòa vào sang năm đương đầu với bao nhiêu cái vấn nạn liên quan tới tội dân sự và hình sự dân sự ở New York và bốn tội danh về hình sự khác liên quan đến việc hồ sơ mật rồi à, bạo loạn vân vân thì đó là cái quan điểm trước ngày bầu cử thì giờ đây những cái quan điểm đó đã bị những cái người chỉ trước đó họ cười họ nói rằng tiên đoán sai lầm hết một trong những điểm đáng chú ý là tại tiểu bang Kentucky đã trong cái ghế thống đốc mà ông Busher là người đã từng là thống đốc trước rồi, bây giờ lại tái tranh cử nhiệm kỳ 2. Họ nói rằng nếu thực sự đó cái tầm ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa và ảnh hưởng của Trump mạnh mẽ đó, thì chắc có lẽ là ông Daniel Cameron này là một người của đảng Cộng Hòa gốc Phi Châu. Mà tại tiểu bang Kentucky này chúng ta cũng biết đó, phe trưởng khối thiểu số của đảng Cộng Hòa là ông Mitch McConnell đó, lại là người ủng hộ mạnh mẽ cho Cameron. Thế nhưng kết quả bầu cử, ông Berkshire Andy tiếp tục giữ ghế thống đốc của tiểu bang đỏ của Đảng Cộng Hòa, Kentucky. Và cái kết quả này để cho thấy rằng, có thể là do cái vụ mà tranh chấp của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ Viện vừa rồi đó, đã khiến cho người của chính đảng Cộng hòa cũng mệt mỏi. Chỉ cần họ không đi bỏ phiếu hoặc là bỏ phiếu cho một cái ứng cử khác, ứng viên khác là đủ. Ngược lại đó Đảng dân chủ nhìn thấy đó là cái sự nghĩa là hỗn loạn của Đảng Cộng hòa ở tại Hạ Viện đó đã khiến cho họ nói rằng chúng ta cần phải giữ cái ghế và trong đó chúng ta không thể bỏ qua thành phần cử tri độc lập nữa chúng ta tiếp tục giữ cái ghế này để bảo đảm là những cái dự luật hoặc những cái vấn đề mà hiện nay mà tiểu bang Kentucky đang đương đầu đó là sẽ tiếp tục giữ với cái ông thống đốc này cho nên ở ba tiểu bang thôi đều là đảng cộng hòa cả tiểu bang bảo thủ cả mà đều thất bại thì ông Chris Christie người của đảng cộng hòa người đã từng là cố vấn trong Trump, Trump trước đây sau cái kết quả bầu cử ở ohio kentucky virginia ông lên tiếng đó những ai còn tiếp tục theo đuổi ủng hộ ông trump thì đây là cái kết quả mà họ sẽ lãnh chịu và đó cũng là cái vụ mà chúng ta cũng còn nhớ cái vụ bạo hỗn loạn ở tại hạ viện trong thời gian qua đó nhiều phân tích ra đây là những phân tích ra của đảng cộng hòa họ nói rằng nếu cái đà này tiếp tục mà dẫn đến cái tình trạng đóng cửa hay là xào xáo nữa trong nội bộ của đảng Cộng Hòa giữa phe ủng hộ ông Trump MAGA và phe ôn hòa thì sẽ dẫn kết quả thảm bại trong cuộc bầu cử năm 2024 không những tổng thống tiếp tục là của đảng Dân Chủ mà kể cả những cái ghế quan trọng thậm chí đó Hạ Viện cũng có thể rơi vào tay đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sang năm và thưa quý vị vào ngày hôm qua thì cơ quan fda đã lên tiếng khuyến cáo những ai mà cần phải mua cái loại ống chích ozempic mà dành cho à, bệnh tiểu đường đó thưa quý vị thì cần phải cẩn thận bởi vì trong thời gian qua bắt đầu có một làn sóng những cái loại à, thuốc giả bị, à, bị nhập vào Hoa Kỳ à, và người mua họ bị lộn và đến bây giờ đó FDA cho biết đã có 3 trường hợp vào viện vì à, dùng lộn thuốc giả và bị tử vong thưa quý vị thì quý vị cũng nhớ Ozempic trong khoảng thời gian qua đó nổi lên khi tin tức liên tục đưa tin à, thuốc này đó lúc ban đầu ra là để trị à, cho cho những người bị bệnh tiểu đường thế nhưng lại bị nhiều người lùng mua bởi vì à, cái loại thuốc này lại có thể khiến giảm một số cân rất là nhiều nhưng mà khi mà ngừng dùng cái thuốc này đó thì tất cả những cái số cân mà mất đi nó sẽ quay trở lại liền chỉ trong vòng có một hai tuần thôi thôi quý vị thì chính vì vậy có một thời gian cái loại thuốc này đã trở nên rất là khan hiếm tìm mua không được chính vì vậy có cung thì sẽ có cầu thế là những cái tay mà làm thuốc lậu thuốc giả đã à, nhập vào và tuồn vào trong hoa kỳ suốt thời gian qua thưa quý vị mà bây giờ fda của hoa kỳ cho biết là không chỉ riêng tại mỹ chúng ta mà ở các quốc gia tây phương luôn chẳng hạn như là ở anh quốc cũng bị cái trường hợp này khi mà vào tháng trước đó fda của anh quốc cho biết là họ vừa triệt phá một cái đường dây bán ozempic giả à, lên đến mấy trăm cái containers như thế này thì quay trở lại ở Hoa Kỳ. phía FDA cho biết là trong vòng 6 tháng qua đó họ nhận được reports là 42 trường hợp bị mua và bị dùng làm ozempic giả là toàn thế giới mà trong đó 28 trường hợp là bị giống như là biến chứng rất là nặng và trong đó đặc biệt có 3 trường hợp sau khi mà vào bệnh viện đó thì qua đời, thế nhưng đến bây giờ thì fda họ không thể xác định được ba cái trường hợp mà bị qua đời này là chết vì ozempic giả hay là vốn là giống như bệnh nặng rồi tại vì có hai cái trường hợp đó là họ nói là chỉ mới chích có một lần thôi nhưng mà trước đó người nhà cũng xác nhận là giống như là cái bệnh trạng đã không khá rồi nhưng mà fda cũng khuyến cáo là bây giờ nếu như mà ai mà cần mua cái thuốc này đó là phải giống như là đi ra cái nhà thuốc rồi uh, nhà thuốc mà mà uy tín vân vân để mà order về tại vì uh, cách đây hai tháng một nhà thuốc ở tại Hoa Kỳ đó cũng order thuốc về cho bệnh nhân nhưng mà sau đó bị phát hiện là không biết nhà thuốc này lấy cái distributor ở đâu mà bị mua làm thuốc giả luôn thưa quý vị cho nên rất là nguy hiểm. Và trong khi đó uh, ngày hôm nay thì uh, Ivanka Trump con gái của ông Trump sẽ lên ngồi ghế nhân chứng trong vụ xử dân sự 250 triệu Mỹ kim nhắm vào Trump Organization. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết và cũng như uh, một uh, quyết định của bà Chuck Kane ở tại uh, New ở tại Washington DC như thế nào, uh, hồ sơ diễn biến uh, cập nhật liên quan đến uh, vụ kiện nhắm vào ông Trump hiện nay cho tới sang năm. Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng. 714 741 2008. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com À, trước khi à, gửi đến quý vị quảng cáo, chúng tôi đề cập đến à, cô y à, bà Ivanka Trump, con gái của ông Trump. thì à, hai người anh trai của bà đã xuất hiện ở ngoài tòa New York rồi và à, cái những cái lời khai của hai người anh trai gồm có Eric Trump và Trump Jr đó à, không mang lại cái kết quả để có thể cứu vãn tình hình. chưa kể sau đó là đến phiên ông Trump vào hôm thứ hai, ông Trump xuất hiện á, còn thậm chí Cãi nhau với ông quan tòa nữa. Mà nhiều người nói đó. Không những ông. Mà kể cả bà luật sư. Khi mà ra họp báo. Cũng chỉ trích luôn. Cái người công tố viên. Uh, Letitia James. Thì cái vấn đề ở New York hiện nay đó. Thưa quý vị. Đã trở thành một khó khăn vô cùng. Và phần lớn những à, luật gia. Những nhà phân tích về luật đó. Họ nói đều thất bại cho ông Trump. Khó lòng cứu vãn. Thì bây giờ đó tòa cũng bắt cô con gái mà cô Ivanka Trump có nói rằng cô không muốn xuất hiện bởi vì nó sẽ mang lại nhiều cái khó khăn cho cá nhân rồi những cái chuyện mà tòa xử đó là họ cũng là nói muốn thứ nhất là tôi không muốn ra hoặc là trì hoãn cái việc ra nhưng mà ông tòa ông nói no ông nói nó no, không bây giờ bà phải ra làm nhân chứng bởi vì sao cái chuyện mà Trump Organization đó chính bà cũng nhúng vào thì bởi nó là một cái organization cho nên thời, thời điểm đó đó à, là cô ấy cũng tham dự vào cái việc mà điều hành công ty. Thì à, hiện nay chưa biết được cái lời khai của Ivanka và khi một nhân chứng được đưa ra đó quý vị đầu tiên là phe công tố sẽ chất vấn. À thời gian đó à, bà đang làm gì? bà có biết được những cái hồ sơ sổ sách này bà được nhìn thấy những cái hồ sơ kế toán hay không thì có thể là cô không có cho nên ivanka sẽ vấn đề chính là phải khai sự thật mà đâu phải là chỉ có lần này đâu trước đó đó, khi mà cái vụ mà truy tố này đó là chính ivanka cũng nằm trong cái ghế mà khi họ phỏng vấn đó, gọi là subpoena đó thưa quý vị gửi chat tòa để được chất vấn đó thì cô cũng có luật sư hiện diện để mà trả lời những cái câu hỏi hóc búa của phe công tố thì lần này đã có mặt của ông tòa ngồi đó để ông nghe không có bồi thẩm đoàn nhưng mà cái vấn đề cái 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 treo lơ lửng trên không gian là 250 triệu Mỹ Kim. Mà nếu lời khai của Ivanka tương tự như những gì cô đã từng khai trước đây rồi đó, không có gì thay đổi, thì cũng bên phía công tố cũng không có thêm các bằng chứng để làm rõ hơn. Vấn đề chính ở đây đó, ông Tòa, ông đã từng tuyên bố là Trump Organization chịu trách nhiệm trong việc khai gian hồ sơ thuế và hồ sơ kế toán để trục lợi. Thì bây giờ cái việc mà phe công tố phải chứng minh thật là đầy đủ về cái việc mà tại sao họ muốn bồi thường 250 triệu Mỹ Kim mà hầu như là trong đầu óc của ông quan tòa đã nghiêng về phe công tố rồi. Mà cộng thêm những cái việc mà ông Trump gọi là gác order đó, biệt miệng đó khi mà yêu cầu ông đừng có chỉ trích thành viên của tòa tòa án công tố mà ông vẫn tiếp tục làm thì đó là cái chuyện đầu tiên thứ hai nữa đó là tại uh, phiên tòa xử liên quan tới uh, vụ bạo loạn ở washington dc với bà uh, quan tòa là chukken uh, hiện nay đó uh, bà vừa đưa ra một phán quyết có lẽ uh, không có lợi mà cũng như một phần không đến nỗi tệ tức là ông trump vẫn muốn trì hoãn cái phiên tòa xử ở tại dc trì hoãn bởi vì bên phía luật sư nói rằng chúng tôi vẫn đang chờ đòi hỏi thêm phe công tố thêm bằng chứng khác nữa mà chúng tôi chưa nhận được thì thường khi mà đòi hỏi như vậy đó thì bà tòa hay là ông tòa sẽ cho phép trì hoãn nhưng mà không có quá lâu thưa quý vị cho nên cái phán quyết của bà chucken đưa ra trong thời gian này cũng tạo một phần lợi bởi vì ông trump thực sự muốn kéo dài cái phiên tòa với một phần ông đang đương đầu với quá nhiều các vụ kiện và thưa quý vị uh, mới đây thì uh, văn phòng uh, cảnh sát trưởng ở tại los angeles cho biết là uh, họ bây giờ đang phải điều tra bốn cái vụ lúc ban đầu đó tưởng là tự tử với lại không có liên quan nhưng mà bây giờ chỉ trong vòng có 24 giờ lại xảy ra bốn vụ liên tục ở bốn cái thành phố khác nhau thì phía cảnh sát họ đã phải chuyển qua cho cái department mà điều tra homicide thưa quý vị à, tại vì nó gây ra một sự chấn động lớn ở tại văn phòng sheriff khi mà có bốn người một người sheriff đã về hưu ba người vẫn còn đang làm việc lại tự tử thì à, bây giờ đó à, phía văn phòng cảnh sát trưởng họ cũng không đưa ra nhiều, họ chỉ có thể khẳng định là cái vụ đầu tiên xảy ra là vào sáng ngày thứ hai lúc 10 giờ rưỡi sáng ở thành phố Valencia thưa quý vị. Và à, bây giờ đó cảnh sát chỉ nói à, cái người này là thành viên của à, văn phòng cảnh sát trưởng vẫn đang làm việc và làm việc được 25 năm và ngay lập tức vụ thứ nhì là cũng trong vòng ngày thứ hai đó à, lúc 12 giờ 53 phút trưa ở thành phố Lancaster thì à, một người thứ nhì lại tự tử à, ông này đó à, nhiều tờ báo không đưa tên tuổi nhưng mà tờ Santa Clara họ đã lấy được tên đó là cựu sheriff đã về hưu ông Darren Harris và người thứ ba tự tử cũng vào ngày thứ hai lúc 5 giờ 40 phút chiều ở thành phố Stevenson Ranch. Và vụ cuối cùng à, vào ngày thứ ba lúc 3 giờ rưỡi sáng ở thành phố Pomona. Thì à, lúc ban đầu, thưa quý vị, à, cảnh sát họ nói là bốn vụ này nó không có liên quan đến nhau. Nhưng mà đến... À, tối ngày hôm qua đó phía văn phòng cảnh sát trưởng uh, Los Angeles họ nói là họ đã chính thức chuyển qua cho cái department homicide tại vì uh, giống như nó lạ quá không có chưa bao giờ uh, trong lịch sử của văn phòng cảnh sát trưởng lại xảy ra chỉ trong vòng có 24 giờ mà đến bốn người cảnh uh, sheriff lại thay phiên nhau tự sát như thế này hai uh, trong số bốn vụ đó cảnh sát xác nhận là họ dùng súng để mà tự bắn vào đầu chết Tướng tá của nga chết hàng loạt. Thưa quý vị, ngày hôm nay uh, tin tức uh, được ghi nhận uh, sau ngày 1 tháng 11 vừa qua uh, tại thành phố Dnipro ở Ukraine thì uh, phía Ukraine hiện nay đã có cái dàn hỏa lực mạnh mẽ của Hoa Kỳ cung cấp uh, đã tiếp tục tấn công rất là hiệu quả. Quý vị còn nhớ các loại bom chùm thả xuống nó giải ra rồi các loại hỏa tiễn tầm xa khác nữa, Hoa Kỳ cung cấp nó gây thiệt hại thê thảm cho Nga luôn. Đây là hình ảnh của ba đại tá mới nhất của quân Nga vào ngày 1 tháng 11 chỉ một quả hỏa tiễn tấn công của Ukraine mà thôi, cả ba đại tá chết. Và trước đó nữa, nhiều binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công dữ dội này. Hàng loạt thiết giáp xe tăng rồi ở ngoài biển hắc hải đó cũng các tàu cũng bị tấn công chết hàng loạt luôn đây là một tổn thất rất lớn cho quân nga à, riêng uh, liên quan tới uh, giải Gaza thì uh, chiều nay trong phần tin tức nổi bật chúng tôi cùng với anh Đinh Quang Thái sẽ đề cập thêm các chi tiết uh, để xem tình hình như thế nào ông uh, Biden thì uh, đang tiếp tục ông hy vọng là có thể phía do Thái sẽ ngừng bắn 3 ngày và vì ông Biden muốn đó là nếu mà thực sự có việc mà không có tấn công đó thì nỗ lực mà kêu gọi phía Hamas giải thoát con tin là công dân Mỹ sẽ thành đạt. chưa hết là các bài phân tích của các chiến lược gia quân sự họ cho thấy rằng không đơn giản để quân do Thái có thể kiểm soát hoàn toàn giải Gaza trong một cuộc tấn công đổ bộ vào và xem là cái cuộc à, giao tranh thủ đô giữa phe Do Thái và Hamas. Mời quý vị theo dõi phần tin tức nổi bật chiều nay. Ngay bây giờ mời quý vị vào trong trang nhà lưu tv com và nếu vào YouTube mong quý vị nhấn một nút like, nút subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.